sinh trong giai giả tất cai và thiết mộc sinh, tác nhân cao oa trong giai kha ngạch minh và các diễn viên khác. Biên kịch Vua Trí Tiên Chu Diệu Linh, đạo diễn Dương Trang Kiệt. Với các liệt bộ đã chấm dứt. Từ nay chúng ta sẽ không có đồng minh nữa. Con đường sau này sẽ dựa vào chính chúng ta tự đi. Cha con Dương Hãn là cái thá gì? Đã mấy lần chúng ta giúp đỡ chúng, còn chúng nó thì đã mấy lần phản lại chúng ta. Lần này chúng còn nổi binh gây hấn với chúng ta, còn có kẻ nào vô liêm sỉ như vậy nữa không? Như vậy cũng tốt. Mục tiêu tấn công sắp tới của chúng ta chính là các liệt bộ. Tuy nhiên hiện nay chúng ta phải tạm thời nhẫn nại. Mọi người biết rằng hiện nay chúng ta chỉ còn lại hơn 4.600 người. Hà Tác Nhi còn chưa rõ tung tích. Chúng ta chưa đủ lực lượng tiêu diệt ngay lực Dương Hãn. Bây giờ chúng ta phải làm hai việc. Một là phái sứ giả hòa đàm với Dương Hãn. Hòa đàm sao? Phụ Hãn, liệu Dương Hãn có chịu hòa đàm với chúng ta không? Không phải là Dương Hãn không muốn hòa đàm, đó là một ông già lẩm cẩm đã đem chủ kiến giao cho Chúa Trời. Mấu chốt là ở Trác Mục Hợp, Hốt Sát Nhi và Đáp Lý Đài, và còn các tộc trưởng của các bộ lạc người Mông Cổ. Phái con cái của chúng ta đi, ta muốn xem con cháu và anh em của chúng ta giết chết chúng nó như thế nào. Tôi đi. Tôi đi gặp Đáp Lý Đài thúc thúc và Hốt Sát Nhi huynh đệ. Biệt là cổ đại có đủ dũng khí đối diện với đao kiếm của Dương Hãn, và cử thêm Hoắc Như Xích, Đa Mưu Túc Kế cùng đi hỗ trợ cho người. Được, nhưng biệt là cổ đại phải nghe theo ta. Phải nghe theo ngươi. Đúng vậy, ta cũng không muốn Dương Hãn chặt mất cái đầu của ta. Đúng, Hoắc Như Xích phải giữ lấy cái đầu để đối phó với 30 người vợ. Điều đó có gì đáng cười? Hoắc Như Xích, hãy nói rõ cách nghĩ của ngươi. Lần này chúng ta đi hòa đàm, nói chung là không cần đối thoại với bọn Trác Mục Hợp, Đáp Lý Đài. Mục tiêu chủ yếu là phải nhằm vào Dương Hãn. Chúng ta phải dùng trăm phương ngàn kế để nói cho Dương Hãn đỏ mặt tía tai, nói cho ông ta ăn năn sám hối trước Chúa Trời. Như vậy là coi như một con cừu non đã được sinh ra một cách an toàn. Được, sẽ làm theo cách của người. Cho dù các ngươi không đạt đến mục đích hòa giải, thì ít nhất cũng tranh thủ được một thời gian thực hiện kế hoãn binh. Đúng. Cái quyết định thứ hai ta cần nói đến là chúng ta lập tức phải rút lui, rút về hướng đông, rút đi vùng thảo nguyên Hô Lương Bối Nhĩ. Vậy còn huynh trưởng thì làm thế nào? Cứ đi, chỉ cần mọi người còn trụ được, nhất định sẽ có dịp gặp nhau. Thôi, cứ quyết định như vậy. Lương thảo quân binh không còn bao nhiêu, súc vật cũng không còn nữa, ngựa thì không thể ăn được. Ngày mai khi đánh Dương Hãn tất sẽ cần dùng đến. Mọi người đành phải giống như giả thú, tự kiếm lấy cái ăn. Đại bản doanh của Dương Hãn khắc liệt bộ. Biệt là cổ đài, người đến trả nợ máu thay thiết một chân phải không? Giết chết chúng nó đi. Đây, cứ đâm vào đây. Nếu biệt là cổ đài ta mà nhíu mày, ta sẽ là người khác liệt bộ. Các vị à, việc gì phải dùng nhiều gương đao như vậy đối phó với hai con người không một tấc sắt trong tay? Cầm cái mỏng quả của ngươi đi. Nếu như Dương Hãn vĩ đại cũng sợ nghe tiếng nói của hai sứ giả hòa bình, thì ta sẽ không cần nói một câu nào nữa. Thưa Dương Hãn, khó lắm mới lừa được một con cừu non vào trong bẫy. Vậy sao người không thử nghe xem chúng nó nói cái gì? Có thể chúng là đại diện cho Thiết Mộc Chân đến xin đầu hàng. Các người lui ra hết cho ta, lui ra.
Vậy hãy để cho chúng nó sống thêm một chút. Thưa Phụ Hoàng, đại quân của tôi bảo tôi đến hỏi người, thật ra chúng tôi đã phạm tội gì làm cho người nổi trận lôi đình như vậy? Vì sao người phải lo sợ như vậy? Cũng đều là con là vợ của người, vì sao không để cho chúng được ăn no ngủ đủ? Rồi hãy dạy bảo họ, vì sao đêm hôm khuya khoắt lại phá hỏng lều trại, dỡ bỏ mất giường nệm? Vì sao lại phá hỏng đất lò của họ, dập tắt hết lửa của họ, làm cho họ không thể sống yên lành, làm cho họ vô gia cư? Khả Hãn của chúng tôi đã nói, Viên Hãn là người trung hậu, xưa nay vẫn yêu thương quan tâm Khả Hãn của chúng tôi. Lần này nhất định là có người đâm thọc gây nguy gián, nhất định không phải là do xuất phát từ ý đồ của người. Đúng vậy, người câm mồm đi cho ta. Người bắt Viên Hãn câm mồm đi hay sao? Ta muốn người câm mồm đi cho ta. Đây là kim chứng của Viên Hãn khác biệt bộ, không phải là nơi quát tháo ra lệnh của Cổ Nhi Hãn các đất lam của các ngươi. Ta nhắc người phải nhớ kỹ rằng cái mồm ngươi vừa cướp lời của Dương Hãn là một trên cái đầu của ngươi, cái đầu mà thiết một chân là bố thí cho ngươi, thiết một chân là Khả Hãn của chúng ta. Ngươi đừng thở ra cái giọng thối tha ấy nữa. Thôi được rồi, các ngươi đừng cãi cọ trước mặt ta nữa. Địch Lạc Cổ Đài, vừa rồi ngươi nói có người đâm thập dèm pha là vô căn cứ. Không, thưa Phụ Hãn, con còn nhớ năm ngoái, sau khi đại quân con giúp người cướp lại tài sản, gia súc và đất đai từ tay người nãy mang, và nhắc lại lời thề cha con ở Hắc Lâm, người đã nói rõ ràng rằng, nếu có kẻ nào đó hiểm ác như rắn độc mà có ít chia sẻ, hai bên sẽ thực hiện đối chất làm rõ sự thật. Lời thề ở Hắc Lâm còn văng vẳng bên tai, thế mà người lại đi tin nghe những lời xúi dục và dứt bỏ lời thề người, còn nói gì đến chuyện chung sống tương thân dài lâu cùng trời đất. Khả Hãn của chúng tôi mấy chục năm vẫn như một ngày tôn kính người như cha ruột của mình. Khả Hãn vẫn thường nhắc nhở cho chúng tôi, các liệt bộ và mông cổ bộ cũng giống như hai chiếc càng của một cỗ xe, gãy đi một chiếc ngựa sẽ không làm sao có thể kéo được, cũng giống như hai cái bánh của một cỗ xe, hỏng đi một bánh xe sẽ không sao có thể chạy được. Xuất phát từ ý nghĩ ấy, đại vinh con đã cùng những người chinh phục các bộ lạc trong thảo nguyên, đưa một số lượng lớn tù binh về làm hạ dân của mình. Lần này người muốn dựa vào bọn họ để tấn công chúng tôi. Thưa Phụ Hãn, vì sao người lại muốn trừng phạt chúng tôi? Chúng tôi thật không sao hiểu nổi. Đừng nói nữa, thôi đừng nói nữa. Tất cả đều là do ta già lão lẩm cẩm. Các người hãy quay về nói với Thiết Mộc Chân, từ nay về sau, nếu như ta còn có gì ác ý với Thiết Mộc Chân, con của ta, ta sẽ chết mà không có chỗ chôn. Các người đều đã nghe thấy lời nói của ta chưa? Cấm không ai được xua đuổi Thiết Mộc Chân, cấm không ai được bàn bạc đến chuyện chinh phục Thiết Mộc Chân. Trác Hợp Cảm Bất, Đáp Diệt Như Ngột Tung, hai người các ngươi mau thả vợ con của Hà Tác Nhi ra, để cho Biệt Lạc Cổ Đài và Hắc Nhi Xích đưa đi, đồng thời phải hộ tống bọn chúng an toàn đi ra khỏi Hắc Lâm. Phải giết chết bọn chúng khi chúng chưa kịp mở mồm nói chuyện. Người giết bọn chúng rồi thì liên minh giữa các liệt bộ với Thiết Mộc Chân sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đó chính là cái mà ta cần. Vậy thì ngươi còn đợi cái gì nữa? Ngươi sợ Trác Hợp Cảm Bất hay là sợ Biệt Lạc Cổ Đài? Ta mà lại sợ chúng nó à? Biệt Lạc Cổ Đài à, về nói với huynh của người, không nên tin bất cứ lời thề thốt nào của Dương Hãn. Bây giờ ông ta nói là nói thật, nhưng ta biết rõ nhất về huynh đệ của mình. Ông ta hoàn toàn không có chủ kiến gì cả, sau này vẫn cứ sẽ để cho tàn cung dắt mũi. Cảm ơn sự quan tâm của Trác Hợp Cảm Bất thúc thúc. Không có gì, ta muốn rằng sau lần hiểu lầm này được giải quyết, mối tình giao hảo giữa các biệt bộ và các ngang bộ sẽ càng tốt đẹp hơn. Đứng lại, cẩn thận, bọn tàn côn chúng nó đến đấy. Ta đi báo cáo Dương Hãn. Biệt Lạc Cổ Đài, Hoắc Như Xích, các ngươi còn muốn sống mà rời khỏi Hắc Lâm ư? Tàn côn, ngươi với Khả Hãn là chỗ anh em. Khả Hãn nói Hiền Vinh và người đều là con của Dương Hãn. Dương Hãn coi các người như nhau, cùng quan tâm nuôi dưỡng lớn lên. Người không nên và cũng không cần thiết phải đề phòng cảnh giác, có ý mưu hại Thiết Mộc Chân, mà phải trở thành anh em tốt. Thôi đi.
Thiết Mộc Trinh mở mồm ra gọi cha ta là Phụ Hãn Phụ Dương, nhưng sau lưng lại chửi ông ta là tên Đao Phủ Già. Không đúng, Thiết Mộc Trinh hoàn toàn không hề nói như thế. Còn nữa, bề ngoài Thiết Mộc Trinh gọi là anh em tốt, nhưng sau lưng lại chửi ta là đồ hạ lưu. Ngươi tự cảm thấy như vậy, còn Thiết Mộc Trinh không bao giờ nói như vậy. Chắc chắn đây là Trác Mộc Hợp Hốt Sắc Nhi đã nói với ngươi như vậy. Nhưng mà ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Khả Hãn của chúng ta chuẩn bị sẽ đi rất xa, tách rời khỏi bọn ngươi, sẽ mang theo tùy tùng của mình đến Thảo Nguyên phía đông. Mong rằng ngươi sẽ để cho Phụ Hãn yên vui tuổi già, không nên làm cho mấy thêm phiền lòng nữa. Chúng ta đi. Đi ư? Hãy nhìn vết thương trên mặt ta. Nghe người ta nói, chỉ có máu của kẻ thù mới chữa lành được. Ngươi đi mà chết đi. Tam Côn, hãy thả bọn chúng đi. Đây là ý kiến của Phụ Hãn, nhưng đấy không phải là ý của ta. Các người xông lên đâm nát chúng nó ra cho ta. Không được đánh nhau nữa. Không đánh nữa. Dừng tay. Tất cả hãy dừng tay. Tang Côn ơi là Tang Côn, khi mà ta còn chưa bị tử thần gọi đi, ngươi hãy để ta yên tĩnh một chút được không? Phụ Dương, chẳng lẽ người bị quỷ ám rồi sao? Người hãy đợi đến mà xem, sớm muộn gì Thiết Mộc Trinh cũng sẽ lấy đầu của người rồi mạ bạc để làm tô uống rượu. Ngươi không được nguyền rủa ta. Người đâu, bắt vợ con của Hà Tác Nhi lại cho ta. Nhưng hẳn, chẳng lẽ người cũng không cai quản được con trai của người hay sao? Cầm mồm, vợ của Hà Tác Nhi là tù binh của ta trên chiến trường, đã đi hay ở là do ta quyết định. Việc là của đài à? Thôi bỏ đi. Hiện nay không rõ tung tích của Hà Tác Nhi, các người hãy về trước đi. Việc là của đài, hai người các ngươi hãy cút về mà đợi ngày chết. Ta tuyên chiến với Thiết Mộc Trinh, nếu như nó thua thì bộ lạc của nó sẽ thuộc về ta. Còn nếu như ngươi thua, ta không thể thua. Đi. Khắc Liệt Bộ sắp hết rồi. Chúa ơi, người hãy mau đến cứu giúp linh hồn của các con ta. Thưa Khả Hãn, tôi không làm tốt được việc nghị hòa. Không, việc này các người đã làm rất tốt. Ít nhất chúng ta cũng biết được rằng giữa Dương Hãn và Tang Côn có sự chia rẽ, và cũng biết được rằng Tang Côn sẽ tấn công chúng ta. Lần này các ngươi không phí công vô ích. Hãy trở về nói với Biệt Lạc Cổ Đài, từ nay trở đi ông ta có thể tham gia nghị sự như các tướng lĩnh khác. Việc này xin Khả Hãn thân chinh nói với ông ta sẽ tốt hơn. Được. Khả Hãn, bây giờ chúng ta làm thế nào? Thế nào cái gì? Chúng ta không thể ngồi chờ bị đánh, phải chủ động tấn công. Không, cứ đi. Đi đâu? Đi về hướng đông. Cách Khắc Liệt Bộ và Nải Mang Bộ càng xa càng tốt. Thoát hổ, mau dậy đi, đốt lửa lên. Kiều, Kiều, cha ơi, có cái ăn rồi, mau đốt lửa lên.
Sao chỉ còn lại có mấy người như thế này? Khi người còn đang ngủ, chúng ta đã bỏ trốn đi rồi. Vậy sao ngươi không bỏ trốn? Tôi là người Tháp Tháp Nhi. Chỉ trừ Khả Nhi, tất cả chúng tôi đều là những người Tháp Tháp Nhi được người giải cứu trong lần trước. Ngươi tên là gì? Tôi đã mất hết tổ tông, chưa bao giờ được nghe nhắc đến tên tuổi. Vậy thì hãy gọi là Hắc Hồ Tử, tức là người râu đen. Được, Hắc Hồ Tử. Hà Tác Nhi đâu? Mấy năm nay nó đã theo ngươi chịu bao nhiêu khổ cực. Nó không nên sớm rời bỏ ngươi như vậy. Mẹ, chính vì từ nhỏ Hà Tác Nhi đã phải chịu nhiều khổ cực, cho nên dù có khổ hơn, khó hơn, nó cũng sẽ tiếp tục sống, sẽ không có việc gì đâu. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đang ở đâu? Nó sẽ tìm thấy chúng ta, nhất định là như vậy. Chúng ta càng đi càng xa, liệu nó có thể đuổi kịp chúng ta không? Trời thì lạnh, chúng ta lại không có ăn. Có thảo nguyên, chỉ cần có thảo nguyên là người Mông Cổ có thể sinh tồn. Qua trận chiến Hà Lan Chân Sa Đà, nguyên khí của Thiết Mộc Chân đã bị trọng thương, Dương Hãn cũng tổn thất nặng nề, lại thêm cha con chúng hai lòng, hiện nay họ đã không phải là cây cao che chở cho chúng ta nữa. Chi bằng chúng ta cùng nhau chặt đổ cái cây này. Cha con Dương Hãn đã từng cưu mang chúng ta, ngay đến cả bộ hạ của ngươi cũng là do Dương Hãn cấp cho. Chúng ta làm như thế này e rằng không được tốt. Có gì mà không tốt? Ngọn nguồn của ba con sông xưa kia chính là quê hương của người Mông Cổ chúng ta, quyết không thể nhường cho khách liệt bộ. Giết Dương Hãn về Tang Côn rồi chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta tự lập quân chủ. Còn ai sẽ làm Khả Hãn? Đương nhiên sẽ do mọi người bầu ra. Dù sao chúng ta là người Mông Cổ, sẽ dễ nói chuyện với nhau. Các người có chắc chắn thành công không? Không nên tự làm ra cái thòng lọng buộc chân mình, không bắn được kẻ thù, là để cho dây cung cắt đứt mất tay của mình. Ta và Hồ Sát Nhi đã bàn tính kỹ rồi. Trước mắt, binh lực của chúng ta còn chưa chống chọi được với Dương Hãn. Nhưng chúng ta có thể dùng cách tấn công bất ngờ, trực tiếp đánh úp vào doanh trại của Dương Hãn. Chỉ cần giết được Dương Hãn và Tang Côn, cho dù bộ hạ của chúng có nhiều bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ là một bầy cừu. Chúng ta nói làm là nhất định làm. Các người đã quyết định rồi, thì chúng ta cứ làm đi. Được. Có việc gì? Hỏng rồi, nhất định là đã bị lộ tin tức ra ngoài. Mau lên ngựa, đi theo ta, xông lên cho ta. Nó chạy mất rồi. Trác Mộc Hợp và Trác Mộc Hợp, ngươi có đầy rẫy những mưa toan, đáng tiếc là đều tan như trong mây khói. Nhà của chúng ta làm dưới gốc cây của người ta, cũng bị chính là ngươi phá vỡ đi. Ngươi nói phải làm thế nào? Chuyện xưa rồi, chưa biết chừng đó lại chính là điều ngươi bịa đặt ra. Nếu là điều ta bịa đặt ra, thì vì sao ta phải cùng với các ngươi trở thành một con chó không có nhà? Thôi được rồi, các ngươi đừng cãi cọ nữa. Chúng ta đều là những người có nhà mà khó trở về được, có đất nước mà khó quay lại. Chưa bằng chúng ta ngồi cả xuống đây bàn luận xem sao. Chỉ có một cách. Cách gì? Đi theo Thái Dương Hãn của Nải Mang Bộ.
Bây giờ chỗ Dương Hãn thì chúng ta không thể quay về được. Thiết Mộc Chân đã lánh đi rất xa vào trong thảo nguyên Hô Lương Bối Nhĩ. Hơn nữa, thù oán của chúng ta với hắn ta cũng đã quá sâu rồi. Chỉ có Thái Dương Hãn là chúng ta chưa có chạm trán. Hắn này là tử thù của Thiết Mộc Chân và Dương Hãn. Ta nghĩ nhất định hắn sẽ thu nạp và trọng dụng chúng ta. Ta thấy cũng đành phải như vậy. Đi thì đi. Chỉ cần là kẻ thù của Dương Hãn và Thiết Mộc Chân thì sẽ là bạn của chúng ta. Các người muốn đi thì cứ đi. Còn ngươi, tôi phải đi tìm Thiết Mộc Chân. Ngươi muốn dựa vào Thiết Mộc Chân mà đối đầu với ta phải không? Có lẽ ta thật sự không nên xa rời Thiết Mộc Chân. Vậy có nghĩa là ngươi muốn phản lại chúng ta? Từ lâu ngươi đã sớm có ý nghĩ này rồi, có đúng không? Ta sẽ giết ngươi. Chắc một hợp ngươi làm như vậy là thế nào? Được rồi, A Lạc Đà, ngươi cứ để cho nó giết ta đi. Râu tóc của ta đã bạc rồi, chết đi sẽ không phải dập dùi trôi giạt ở khắp nơi nữa. Chắc một hợp, ngươi buông đao xuống. Thúc thúc, theo Thiết Mộc Chân, nhưng có biết bây giờ hắn ở đâu không? E rằng tìm được hắn cũng rất khó. Không tìm thấy Thiết Mộc Chân thì cứ ở đầu nguồn Tam Hà, vừa chăn nuôi vừa chờ đợi. Ông ta đã nghĩ như vậy thì mỗi người theo một ngã. Người ta nói rằng binh bại như núi lở. Từ sau trận chiến Tha Lan Chân Sa Đà, chúng ta đã xoay vòng mấy ngàn dặm, hàng chục ngàn thuộc dân nay chỉ còn lại có mấy người. Cứ tiếp tục như thế này, ta sợ rằng rồi sẽ trở thành kẻ đơn độc bức. Làm sao có thể như vậy được? Những người tài ba và con cháu của người chẳng phải đang chia nhau đi các ngã thu nạp binh mã thế sao? Đúng vậy, thảo nguyên phía đông trời cao đất rộng, dân đông, chẳng bao lâu sẽ có thể tập hợp về hàng vạn binh mã. Ta biết, nhưng mà tổn thất cũng rất nhiều, khổ cực lắm mới chiêu tập được người và tài vật, và cũng phải mất đi bao nhiêu tướng sĩ và những người thân thích của họ. Khả Hãn, người có còn nhớ chúng tôi không? Có phải hai vị là sứ thần của Đại Kim Quốc? Thần là Gia Luật A Hải, còn đây là em trai của thần Gia Luật Bức Hoa. Vị này là Phước Hương Ý Ngô Nhi, tên là Sa Ngô Đề, tên theo cách gọi của Trung Nguyên là Trấn Hải. Ba vị muốn theo Khả Hãn? Ta bây giờ đã tan tác, không còn thành quân ngũ nữa. Không, thưa Khả Hãn, người sinh ra trong nguy nan, lớn lên trong cùng khổ, lòng mang chí lớn, đã thề quyết một dạ, người vừa có đức vừa có uy, nhất định sẽ thành nghiệp lớn. Huynh đệ ta nguyện đi theo Khả Hãn, tái lập sự nghiệp, mưu đồ trung hưng để báo thù người nữ chân, để diệt đức liêu của ta. Mong Khả Hãn thương dụng. Trấn Hải làm nghề buôn bán để đi khắp thiên hạ, duy chỉ thấy có Khả Hãn là người trí dũng song toàn, đức uy giang dội, sau này nhất định sẽ là người nắm quyền đoạt ngôi. Trấn Hải tự nguyện bỏ nghề buôn bán theo nghiệp binh đao, nguyện hiến toàn bộ gia tài cho Khả Hãn làm tài sản. Được, cảm ơn các người, cảm ơn các người. Mau mời đứng lên, mau mời đứng lên. Gia Luật A Hải à, lần trước ở trại Tùng Thụ ta cũng chẳng qua là cực chẳng đã, mong các người hãy bỏ qua. Lần ấy chúng tôi cũng hơi quá quắt. Nà, mọi người ngồi cả xuống đi. Gia Luật A Hải à, ta muốn nghe anh em các người nói về tình hình hoàng triều, các đại thần và dân tình của Kim Quốc. Xin hãy để cho Trấn Hải nói. Ngoài Kim Quốc ra, cũng có thể nói cho Khả Hãn nghe về Tống Triều, Tây Liêu, Tây Hạ, Hoa Lạc Tiểu Ngô, Y Lạc Khắc, A Tắc Bái Cương và Cắt La Kỳ. Nói đi, anh em các người cũng phải nói, nói luôn 7 ngày 7 đêm. Vừa rồi Khả Hãn buồn bã mà nói rằng đã trở thành người đơn thương độc mã, mà nay lại quan tâm đến cả tình hình bên ngoài thảo nguyên. Khả Hãn nói rằng đã hết đường, đó chính là một điềm báo tốt lành.
Tại sao lại? Đưa lên đây. Bộ lạc nải măng. Thưa Thái Dương Hãn vĩ đại, thần Tát Bất Lạc Khắc Tiên Chỉ đã đưa Trác Mục Hợp cùng những kẻ đầu hàng đến đây. Thế nào, có phải trên người chúng đó có một mùi hôi rất khó ngửi? Quả đúng là như vậy. Ba người các ngươi là người Mông Cổ phải không? Đúng vậy. Có phải các ngươi từ chỗ Dương Hãn của Khắc Liệt Bộ đến đây làm đội ứng cho Dương Hãn có phải không? Thưa không, chúng tôi đến để đi theo Thái Dương Hãn chỉ đại, phục vụ người tiêu diệt Khắc Liệt Bộ, trợ giúp người xưng bá trong thảo nguyên. Các ngươi làm sao chứng minh được rằng lời của các ngươi nói là sự thật? Người đâu, đem ra chém đầu cho ta. Đi. Thưa Thái Dương Hãn, người có thể cho người đi tra xét rõ ràng, không phải mất nhiều thời gian khó gặp như vậy. Cứ chặt đầu các ngươi là dễ dàng hơn, có phải vậy không? Quốc hậu của Nhi Việt Tắc, mau lên, ta mệt lắm rồi. Đi. Khoan đã. Thưa Thái Dương Hãn, tôi có thể chứng minh Trác Mộc Hợp bọn chúng là thật lòng đến theo chúng ta, có đúng vậy không? Ba người này từ sau khi rời xa Tiết Mộc Chân không còn nói nữa, cho ba người ở lại. Thái tử Quốc Xuất Lực, ngươi hãy đưa bọn chúng đến giáo đường làm lễ rửa tội, sau đó xem có chức quan gì đó phù hợp cho chúng làm thử coi. Cầu Chúa phù hộ cho các ngươi. Đây có phải là mấy con cừu đang lầm đường ấy không? Đúng đấy. Cầu Chúa khoan dung cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải trở thành những tín đồ thành kính của đạo Kitô. Sau khi làm lễ rửa tội, linh hồn của các ngươi từ đây sẽ được cứu giúp. Được rồi, các con của ta, hãy theo ta. Con có tin tưởng Thiên Chúa duy nhất không? Con tin tưởng. Con có tin tưởng giáo chủ Cơ Đốc giáo của chúng ta không? Con tin tưởng. Được, bây giờ với danh nghĩa cha con và thánh thần, ta sẽ rửa tội cho các con. Vào đi. Con có tin tưởng Chúa cứu thế của Kitô giáo chúng ta không? Cái gì? Con có tin tưởng Chúa cứu thế của Kitô giáo chúng ta không? Được rồi, mau làm đi. Được, bây giờ với danh nghĩa cha con và thánh thần, ta sẽ rửa tội cho các con. Con có tin tưởng Chúa cứu thế của Kitô giáo chúng ta không? Con tin tưởng, tin, hoàn toàn tin, con đều tin.
Lại còn cưỡng hiếp người ta tin vào cái còn vĩ đại vĩnh cửu hơn cả trời nữa sao? Chắc hụt hợp à. Cái lão Thái Dương Hãn này thật ra là một tên khốn nạn như thế đấy. Điều đáng ghét hơn nữa, ông ta ngang nhiên nghe theo lời người vợ của mình. Đây trước mặt bá quan quan võ, ngang nhiên ngửi xem trên người chúng ta có mùi hôi gì không. Hắn hoàn toàn không coi chúng ta là con người. Sớm biết như thế này, chưa bằng chúng ta đi theo đáp lý đại thúc thúc, cùng đi theo Thiết Mộc Chân. Thưa Khả Hãn, sao người Mông Cổ đi săn cũng giống như đánh trận vậy? Người nói rất đúng. Khi không có giao tranh, hãy để cho người ngựa của ta, nhất là những thiếu niên trai tráng, tiến hành săn bắn, dạy cho con em chúng ta săn bắt giả thú như thế nào, rèn luyện ý chí và thể lực. Chỉ có như vậy, sau này ngoài chiến trường khi gặp kẻ địch, bọn họ mới biết xưng trận. Tại hạ đã đi từ Nam lên Bắc, từ Đông sang Tây, chưa từng thấy một đạo quân dũng mãnh như thế này. Nhanh lên, mau đuổi theo. Ngươi là ai? Tất bất đài thúc thúc. Thúc thúc. Cha, đã tìm thấy rồi. Đã tìm thấy rồi. Còn ba ở đâu? Ở kia. Nhờ trời phù hộ, đã tìm thấy được các người. Đại ca. Đại ca. Hà Tác Nhi, đại ca. Hà Tác Nhi vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Chưa chết. Vẫn còn sống. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Hai người này trước lúc đã từng gặp. Ở trấn Tùng Thụ, đại sứ thần Kim Quốc muốn đi theo Hãn Minh phải không? Ông ta là người đã từng đi khắp thiên hạ, Úy Một Nhi đại phú thương Trấn Hải Kim Sinh. Ông ta hầu như biết hết mọi người trong toàn thiên hạ. Mấy ngày hôm nay chúng ta đã nghe mê mệt, còn hay hơn và quý nghĩa hơn cả những câu chuyện trong thánh kinh mà phụ hãn đã kể. Có thật vậy không? Ví dụ, ngươi có biết cái gì gọi là Cát La Kỳ, cái gì gọi là Hoa Lạc Tử Mô, đâu là A Tắc Bái Cương? Tất thảy ông ta đều đã đi qua. Để phải gọi ông ta thế nào? Chúng ta cứ theo thói quen của người Trung Nguyên, gọi ông ta là Trấn Hải Tiên Sinh. Khi nào có dịp, tôi cũng muốn nghe Trấn Hải Tiên Sinh nói về Cát La Kỳ. Còn muốn dùng nữa không? Đây là cái gì? Đây là lương thực của người Trung Nguyên do Trấn Hải Tiên Sinh đem đến. Ngon lắm, thêm một bát nữa nhé. Ngon đủ rồi. Thật là một cuộc sống tốt đẹp. Các người còn cả những lều thế này, các người sống thật là tuyệt. Hà Tác Nhi thúc thúc, chúng mới sao tuyệt gì? Những cái lều này là do Trấn Hải đưa đến. Trước đấy chúng ta đã sống ngoài trời mất cả mấy tháng trời. Tất cả đều là do cái lão già Dương Hãn làm hại chúng ta. Thù này nhất định phải trả. Thúc thúc trở về vừa hay. Để cho thúc thúc nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ bàn luận việc đánh Dương Hãn. Hay lắm, ta cũng không đợi được nữa rồi. Có một con ngựa hoang, mau bắt lấy nó. Nhanh lên, ngựa hoang. Tướng quân Hà Tác Nhi đúng là một tay thiện xạ. Trấn Hải huynh à, Khả Hãn cũng là một tay thiện xạ đấy. Đâu có, dù thua kém của anh em chúng tôi so với bốn vị dũng sĩ lại không biết bắn cung. Người Mông Cổ thật là nhiều nhân tài. Người đâu? Mang thịt ngựa đến đây. Đây là bữa ăn gia đình vì sự đoàn tụ của anh em chúng ta. Xin mời. Mời. Hãn huynh, thế nào? Cũng vừa mới mở nắp.
mau đến đây. Được, mau lấy ra đi. Vị chín tới, ăn thật là ngon miệng. Mau lên một chút, nước miếng của tôi chảy cả về trong bụng rồi. Cái đồ con mèo đói khát nhà ngươi đã cầm dĩa đến ăn thịt ngựa rồi. Đập đá lấy lửa, lấy nước làm rượu. Thế mà tiệc rượu như thế này suốt đời sẽ không quên được đâu. Nào, mọi người cùng cạn. Rượu này thật là đặc. Giả lạc bị cạp. Rượu này không gọi là đặc mà gọi là nồng. Nào, cạn một tô nữa. Hôm nay chúng ta lấy thịt ngựa làm thức nhắm, lấy nước đục của hồ Ban Chu Ni làm rượu. Thế mà các tướng lĩnh của ta vẫn không thay lòng đổi dạ. Nếu như nhờ ơn trời cao phù hộ cho ta sau này làm nên việc lớn, thiết mộc chân ta nhất định cùng các người đồng cam cộng khổ, mãi mãi không bao giờ quên các chiến hữu. Nào, cạn ly. Mùa thu năm 1293 Tây lịch, Thiết Mộc Chân sau một thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã khôi phục được nguyên khí, bắt đầu cuộc chiến tranh với Khắc Liệt Bộ. Khoác Hổ, lần này để xem ngươi đóng vai có giống không. Bà bá cứ yên tâm đi, chúng con đi đây. Đại bản doanh của Dương Hãn, Khắc Liệt Bộ. Nghe Tang Côn nói, cha của người Hà Tác Nhi muốn quy hàng ta, có đúng không? Thưa đúng. E rằng là trá hàng phải không? Người khóc cái gì? Con nhớ mẹ. Con đừng khóc nữa. Chú trời sẽ phù hộ cho mẹ của con. Hiện nay bà ấy rất khỏe. Đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa con đi thăm bà ấy. Con hãy nói đi. Cha của con thế nào? Cha của con vốn dự tính đi tìm Thiết Mộc Chân bá bá, nhưng không sao tìm được tung tích. Suốt dọc đường chúng con dò hỏi, không một ai biết được hướng đi của ông ấy. Cho nên đến hôm nay chúng con đã không trốn nương thân. Con à, ta sẽ thu nạp các ngươi. Cảm ơn Dương Hãn. Tuy nhiên cha của con nói, xin Dương Hãn phái một người thân tín đến tề huyện liên minh với cha con. Được, Thoát Hổ, trở về nói với Hà Tác Nhi, một dũng tướng đại tài như ông ta đến đây, nhất định ta sẽ trọng dụng trọng thưởng. Dương Hãn vừa mới cắt máu ăn thề giao hảo với Thiết Mộc Chân, nay lại thu nạp anh em của Thiết Mộc Chân. Trước sau mâu thuẫn với nhau như vậy, làm sao có thể tín nhiệm với mọi người? Vì sao người không khuyên ông ta một câu? Huynh của ta liệu có nghe người ta khuyên giải không? Khắc Liệt Bộ đã bị tổn thương nặng nề, sau này không thể không thất bại dưới tay của cha con chúng. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngày bại vong của Khắc Liệt Bộ chứ? Đáp Diệt Nhiên Ngột Tôn, ngươi là quý tộc của Miệt Nhi Khất. Cha con Thoát Khắc Thoát A có phải đang ở chỗ của người nãi mang không? Ý của người là ta muốn mang theo thần dân đi theo Thái Dương Hãn. Ngươi có thể móc nối cho ta được không? Người và Dương Hãn là anh em ruột thịt, còn có thể chia tay nhau được. Tôi chỉ là một hạ quan, sao lại không thể? Được, tối nay chúng ta sẽ đi. Thưa Phụ Hãn, các hợp cảm bất thúc thúc và Đắc Biệt Liên Dục Tôn đã rời khỏi Hắc Lâm. Bọn họ đi đâu? Nghe nói là đi đến Nải Mang Bộ theo Thái Dương Hãn. Để làm gì? Còn bắt họ lại hỏi xem thế nào? Không,
Trác Điệp Bộ trải qua một trận chiến với Thiết Mộc Chân, tiếp đó Trác Mộc Thật và Đáp Lý Đài và một số người đã ra đi. Này đã yếu lắm rồi, không thể chịu đựng được cuộc đấu đá nội bộ. Nếu như bọn họ đi rồi chẳng phải là chúng ta càng yếu hơn sao? Hay lắm, Hà Tác Nhi cũng sẽ quy hàng. Chỉ cần chúng ta thực sự hùng mạnh lên, cũng giống như trước đây, sẽ đến ngày các anh hùng hảo hán trong thảo nguyên, người này kế kết người kia quy tụ lại với chúng ta. Một người do dự không quyết đoán như thế này sẽ không bao giờ có được ngày ấy. Ngươi câm mồm đi. Nếu như không phải do người hấp tấp manh động, xâm lấn lung tung, tham làm to đánh lớn, thì liên minh của chúng ta với Thiết Mộc Chân làm gì có cái ngày chia rẽ bội phản như hôm nay. Đúng là người càng già càng lẩm cẩm rồi. Ngươi dám ăn nói với cha của ngươi như thế ư? Tập 16. Việc gì vậy? Dương Hãn, Tang Khôn, đầy tận số của các người đã đến rồi. Năm 1203 Tây lịch, cuối cùng Thiết Mộc Chân đã đánh bại Khắc Liệt Bộ. Kể từ đấy, Thiết Mộc Chân đã có được 2/3 của thảo nguyên Mông Cổ. Ta đã rời bỏ người mà ta không nên xa lắm, hay đã rời bỏ người mà ta vốn phải xa lắm? Bây giờ thần dân của ta đã ly tán, không nơi nương tựa.
Bây giờ người còn nói chuyện ấy có tác dụng gì? Việc quan trọng nhất hiện nay là phải quyết định ngay sau này sẽ làm thế nào. Thuốc thuốc của người đã đi theo Thái Dương hẳn, chúng ta còn có thể làm gì? Thôi đành đến chỗ người nãy mang thử thời vận xem sao. Muốn đi thì ông tự đi. Đi. Ngươi Đạp Nha A, đã tìm thấy hút sắc nhi chưa? Thì ta hãng vẫn chưa thấy. Nghe nói ông ta đã đi theo nãy mang bộ rồi. Nghe nói chắc một hợp A Lạc Đàm và Đáp Lý Đài cũng cùng đi rồi. Đi. Nhắm lên. Đây chính là bọn gian tế các người đã bắt được phải không? Chính là nó. Không, ta không phải là gian tế. Ta là dương hãng của Khắc Liệt Bộ. Ngươi, ngươi là dương hãng. Thượng đế chứng giám, nếu ngươi là dương hãng thì ta là hoàng đế của Kim Quốc. Ta đúng là dương hãng. Thái dương hãng của các ngươi đã từng gặp ta. Chỉ cần ngươi đưa ta đi gặp họ, họ sẽ nhận ra ta. Ngươi muốn hại ta hay sao? Ta đưa ngươi đến dương đình của Thái dương hãng, họ nhận ra ngươi là thằng điên, thằng lừa, thì liệu cái đầu có còn ở trên cổ của ta được hay không? Ta không phải là kẻ điên, cũng không phải là kẻ lừa đảo. Ta đúng là dương hãng. Ngươi là dương hãng. Vậy thì dàn nhạc linh vật quân đội của ngươi đâu? Ta đã thất bại rồi. Hãng của cô ta đã bị diệt vong rồi. Do đó ta đến đây để đi theo Thái Dương hãng. Thôi đừng nói chuyện lừa gạt nữa. Ngươi đâu? Chém hắn đi. Đừng. Hãy vì Chúa, ngươi đưa ta đi gặp Thái Dương hãng. Thôi, ngươi đi gặp Thượng Đế trước đi đã. Ta sẽ kể lại câu chuyện của ngươi cho Thái Dương hãng nghe. Lạy Chúa, đáng lý ra ta hoàn toàn không nên đến nơi đây. Cho dù con trai Thiết Mộc Chân của ta có tiêu diệt Hãn Quốc, nhưng cũng sẽ để cho ta hưởng trọn tuổi trời cho. Gì? Làm sao lại có thể có chuyện như thế được? Chuyện gì mà kinh ngạc như vậy? Bẩm mẫu hậu, một tên quan nhỏ biên thùy đã bắt được một người tự xưng là dương hãng của Khắc Liệt Bộ, không biết thật giả ra sao. Cứ mang đến đây xem là rõ ràng cả. Bọn chúng gọi là gian tế nhưng đã xử tử rồi. Ôi thượng đế của con ơi, Thái Dương hãng, người đã cai quản quân đội của người như thế nào? Khi cha của người còn sống, chưa bao giờ để xảy ra chuyện như thế này. Một tên quan nhỏ biên thùy chưa qua thỉnh chỉ mà dám tùy tiện hành sự. Lùi ra, lùi ra. Bây giờ phải làm thế nào? Người nói cái gì? Cái người tự xưng là dương hãng ấy nói rằng ông ta bị Thiết Mộc Chân là người Mông Cổ đánh tan, cho nên mới tìm đến theo chúng ta. Không thể như thế được. Dương hãng là một đại khả hãn lừng danh, làm sao có thể để cho một tên vô danh như Thiết Mộc Chân đánh bại được? Phụ vương, người quên rồi, lần trước vào cái ngày con và Tá Quốc Lạc Hát đánh bại dương hãng, chính là cái tên Thiết Mộc Chân này đã buộc chúng ta phải rút lui. Hắn không phải là một kẻ vô danh. Thiết Mộc Chân. À, việc này hai năm trước Tá Quốc Lạc Hát và Thái tử Quốc Xuất Luật đã nói, sao người lại đã quên mất rồi? Nhưng mà mấy ngày trước đây, khi Trác Hợp Cảm bất đến Quy Thuận, hắn đã nói rằng Thiết Mộc Chân đã bị tan tác không thành quân ngũ nữa rồi mà. Trác Hợp Cảm Bất đã nói về Thiết Mộc Chân à? Sao ta không nhớ gì cả? Mắt của ngươi chỉ mãi nhìn đứa con gái của Đáp Diệt Nhi Ngột Tôn. Thôi hãy nói về Dương Hãn đi. Làm, bảo chúng chặt đầu mang đến đây để cho em của hắn nhận diện là sẽ rõ cả. Ý hay lắm. Tháp Tháp Thống A, người thay ta viết một chỉ dụ, cử người đưa đến biên thùy, bảo viên tiểu quan ấy cắt lấy đầu của kẻ tự xưng là dương hãn mang đến đây cho ta xem. Phải nhanh chóng, cẩn thận khéo thối mất. Tuân chỉ. Chúng ta không còn gì để ăn nữa, chỉ còn cách đi ăn cướp để sống. Cái gì? Người nói để cho chúng ta trở thành những tên cướp ngựa hay sao? Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, bởi vì chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Vậy thì làm đi. Để đàn bà con gái lại trên núi, đàn ông theo ta xuống núi đi cướp. Cái ăn cái uống đều phải cướp. Những người biết nói đều giết hết. Cướp của đó là phạm tội rồi, các người còn muốn giết người nữa. Làm như vậy Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu.
Ngươi là vợ của một tên đánh xe ngựa, ngươi hiểu cái gì? Nếu như chúng ta để lại những cái mồm sống, binh lính mãi mang sẽ tìm dịp chúng ta. Đến lúc bấy giờ sẽ chẳng ai còn có thể sống được nữa. Nào, theo ta. Các người định làm gì? Trác Hợp Cảm Bất, ngươi có nhận ra không? Trác Mộc Hợp, ngươi có nhận ra không? Tôi nhận ra, đúng là Dương Hãn. Thưa Thái Dương Hãn vĩ đại, nhất định là huynh ấy không còn đường tiến thoái nên mới đến nải mang bộ tìm sự bảo trợ. Không ngờ rằng huynh ấy lại chết thảm như thế này. Sao Tác Bất Lạc Hắc lại dám tùy tiện giết chết một vị quân chủ của Lân Bang tên tuổi lừng danh như vậy? Dù sao thì đầu cũng đã rơi xuống rồi, cho dù người cứ phàn nàn oán trách, đầu cũng không thể mọc lại được. Chi bằng hãy mời cha đạo đến cử hành lễ an táng long trọng cho ông ta. Cũng phải làm như vậy thôi. Trác Hợp Cảm Bất, ngươi đứng dậy đi. Ta sẽ để cho bá quan văn võ của ta làm lễ truy điệu huynh của ngươi với nghi lễ như thần tử cha con trong gia đình. Sẽ cử hành tang lễ của Dương Hãn như một quốc vương, cũng giống như tang lễ của ta vậy. Quốc Xuất Lục, ngươi đi tìm Tháp Tháp Thống A đến đây, đồng thời mang ấn tỷ đến đây. Hãy dùng bạc bọc đầu của Dương Hãn lại. Dạ. Thưa Thái Dương Hãn, huynh ấy nhất định cùng đi với Tang Côn. Xin người hãy cho người đi tìm và thu nạp hắn ta. Cần phải như vậy, cần phải như vậy. Việc này sẽ do ngươi đi làm. Một đời ông đã làm nên không biết bao nhiêu sự tích vinh quang, nhưng ông luôn khiêm nhường và lương thiện với mọi người. Địa vị của ông đã làm cho ngàn vạn con dân mọc đầu quỳ lễ, nhưng ông lại ung dung giản dị như một con cừu non. Hôm nay ông rời xa thế nhân tao loạn, thăng lên thiên đường. Hỡi Thượng Đế, xin người hãy tiếp nhận linh hồn vô tội này. Trác Hợp Cảm Bất, huynh của người mất đi được hưởng sự vinh quang, có thể nói là rất trái lợi như thế này, người cũng không nên quá đau buồn. Nhìn thấy màn kịch ma quỷ của Thái Dương Hãn, người không cảm thấy nực cười sao? Thưa Phụ Hãn, có cần thiết phải để đầu của lão già này trên bàn thờ và cử hành tang lễ long trọng như vậy không? Ngươi thì biết cái gì? Đây là ta muốn để cho bá quan văn võ của Mãn Triều nhìn thấy, để họ biết rằng ta là một vị quốc vương dân từ. Trên thế gian này chỉ có ta mới là đứa con được coi trọng nhất của Chúa Trời. Có lẽ sẽ có người cho rằng người là một vị quốc vương lẫm cẩm. Ngươi là đồ nghịch tử, làm sao ngươi dám nói với Phụ Hãn của ngươi như vậy? Ngươi không sợ Chúa sẽ trừng phạt ngươi hay sao? Đều là vì cái con ma đã chết này. Người đâu, đến mau. Mau bỏ đầu của Dương Hãn xuống khỏi ngai vàng. Mau đem nó xuống dứt đi. Mau lên, dứt đi. Đem nó dứt đi, nhanh lên. Chúa ơi, xin người hãy tiếp nhận linh hồn không nơi nương tựa này. Linh hồn của anh ta không được yên nghỉ. Thái Dương Hãn, ta sẽ phải giết chết ngươi, báo thù cho anh của ta. Trác Hợp Cảm Bất, con chó cắn người là con chó không sủa. Ta không muốn cho kẻ ăn cắp ngựa đi lưu ngựa. Chúng ta đi đi. Đi. Nhưng mà đi đâu? Đi theo Thái Dương Hãn.
ông ta có thu nạp chúng ta không? Người đã quên cảnh tượng của Dương Hãn rồi sao? Ta có cách có thể để mọi người sống được. Cách gì? Bắt Tàn Côn nộp cho Thái Dương Hãn. Không, không. Xin Chúa Trời hãy tha thứ cho chồng của con. Người không đồng lòng ý. Ông ta là chủ nhân của chúng ta, nhưng đó là một kẻ tàn ác giống như Giuđa. Vậy thì hãy để cho Chúa Trời trừng phạt y. Chúng ta hãy đi theo con đường của chúng ta. Ngươi là một mụ đàn bà lẩm cẩm, đừng làm hỏng việc lớn của ta. Cứ yên đây, không được lộn xộn, không được nói năng gì. Sao ngươi không ăn đi? Ăn nhiều vào, ngày mai còn phải đi đường nhiều. Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta không nên trộm cướp ngựa nữa. Thái Dương Hãn không thu nạp chúng ta. Chúng ta hãy đi về hướng nam. Ở dưới chân thành có một uông cổ bộ, cũng tin Chúa Trời của chúng ta. Ta thấy nhất định là ngươi vừa mệt lại vừa tức, nên mắt đã hoa lên rồi. Đầu của người chết làm sao có thể cười được. Tướng quân Tát Bốc Lạc hát ý kiến. Không gặp. Sao ngươi lại không có quy củ như vậy? Chẳng phải là ta đã nói không tiếp ngươi hay sao? Dương Hãn đã chết, ngươi cho cắt đầu đem về để nhận dạng. Như vậy là theo nghi lễ nào? Ta đã cho cử hành tang lễ long trọng, để dùng bạc bọc đầu ông lại. Chẳng lẽ đấy không phải là nghi lễ cao quý nhất hay sao? Ngươi không nhìn thấy huynh đệ của ông ta chắc hợp cảm bất đã cảm động đến rơi nước mắt hay sao? Nhưng mà tang lễ vừa mới kết thúc, ngươi đã cho người đập nát đầu của Dương Hãn. Cái gọi là lòng nhân ái của ngươi đã bị hành động tán tận nhân tâm ấy xóa sạch không còn dấu vết gì. Cái đầu ấy là vật không may mắn, không đập dở nó đi thì sự hủy diệt sẽ rơi xuống đầu chúng ta. Cái đầu của người đã chết có gì phải khiếp sợ? Đáng tiếc ngươi vẫn là Thái Dương Hãn tên tuổi lừng lẫy, chẳng trách được tiên đế luôn không yên tâm với ngươi. Trước khi về trời còn lo lắng về tiền đồ của đất nước. Lo lắng cái gì? Lo lắng vì ngươi là một đứa trẻ cầu tự, là một con ngựa con chưa qua huấn luyện, nhất là chưa kinh qua chiến đấu, rất khó trở thành một người làm nên sự nghiệp trong thời loạn. Đủ rồi, ta không thích thế giới loạn lạc. Cảm mừng Chúa đã cho chúng ta cuộc sống yên lành và hòa bình. Mong rằng nãy Nam Quốc mãi mãi thái bình vô sự. Thái bình vô sự cái gì? Thái bình vô sự thì Dương Hãn có bị rơi đầu không? Điều đó có gì là lạ? Phía đông có một số người Mông Cổ số lượng không nhiều lắm. Bọn chúng có cung tên đã làm cho Dương Hãn và ngươi lẩm cẩm khiếp sợ mà bỏ chạy và chết trong tay của một viên quan biên thùy. Ta đang nói về Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân là cái thái gì? Hay là nó cũng muốn làm mặt trời trên thảo nguyên? Chúa đã nói rồi, trên thế gian này chỉ có một mặt trời, đó chính là ta. Ngươi hãy xem, bây giờ ta sẽ đi bắt Thiết Mộc Chân, cái con người để làm ngươi run sợ lên về đây. Chúng ta cần những người Mông Cổ ấy làm gì? Khắp người chúng nó toàn mùi hôi hám. Nếu như ngươi thực sự bắt chúng nó về đây, thì cũng phải để cho chúng nó ở cách xa ta một chút. Ta không muốn ngửi thấy cái mùi hôi hám trên người chúng nó. Vậy thì không cần một đứa nào cả, tất cả đều đem giết hết. Nếu như thấy có những đứa con gái thanh tú xinh đẹp, chi bằng chọn lấy mấy đứa, cho chúng nó tắm rửa cẩn thận, thay quần áo sạch sẽ, rồi cho chúng vắt sữa, chăn bò. Đúng đấy, nghe nói người Mông Cổ hát múa cũng hay lắm. Giữ lại cho ta mấy đứa, bảo nó hát múa cho ta xem. Được, ta sẽ phái ngay người đến Uông Cổ Bộ, tập hợp những người có cùng tín ngưỡng với chúng ta, cùng nhau xuất binh, giết hết bọn người Mông Cổ giả man, cướp hết vũ khí của chúng về đây. Các người đang đùa đấy à? Chiến tranh là việc lớn có quan hệ đến tồn vong của đất nước, sao lại có thể làm như trò chơi vậy được? Sao ngươi lại dám nói với quân dương của ngươi như vậy? Tiền dương trước khi lâm chung đã giao cho ta thường xuyên giáo huấn ngươi. Vừa rồi ngươi nói ta chưa qua chinh chiến, bây giờ lại nói ta không nên dụng binh. Đúng là ăn nói lung tung, trước sau mâu thuẫn. Ta Bốc Lạc Hắc, thượng đế có thể chứng giám, ta sẽ là một vị quân dương sáng giá của thế gian tao loạn. Sao các người lại nói chuyện đánh đấm hăng hái như vậy? Ngoài đề tài này ra, không còn gì để nói nữa hay sao? Thưa Thái Dương Hãn, chúng ta đi đi, đến chỗ những người thợ may, xem họ may quần áo mới cho ta. Ôi tiên dương,
Khi người qua đời, sao không mang theo mũ đàn bà này? Sao lại để lại cho đứa con trai u mê này? Ngày mất nước của Nải Mang sắp đến rồi. Cái lão dê già này thật đáng ghét, chi bằng giết nó đi cho xong. Ta đâu phải là không muốn giết nó, nhưng khi Thiên Dương Lâm Chung có dặn dò ta phải nghe theo lời dạy của lão già này, để cho linh hồn của ông được yên nghỉ. Linh hồn của Thiên Dương đã yên nghỉ rồi, nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta không được yên ổn. Người không nên nóng vội, ta sẽ có cách làm cho cái lão dê dày này mãi mãi câm miệng. Các người từ đâu đến? Từ Uông Cổ Bộ. Uông Cổ Bộ? Uông Cổ Bộ là ở đâu? Ở phía đông nam của bộ tộc Nải Mang. Đúng, Uông Cổ Bộ chúng tôi đời này sang đời khác trấn giữ biên cương phía bắc của Đại Kim Quốc. Cách đi bao xa? Chúng tôi xuất phát từ mùa đông năm ngoái, mãi cho đến mùa xuân năm nay mới tìm thấy các người. Quốc hậu Cổ Như Diệt Tất vốn là mẹ kế mà Thái Dương Hãn đã tiếp nhận từ cha của ông ta, nói rằng thân thể người Mông Cổ chúng ta có một mùi hôi rất khó chịu, sao ta không ngửi thấy gì cả? Khả Hãn là tôi có một ý kiến, đợi đến khi chúng ta cướp được mụ ta, chúng ta sẽ đem mụ ta cho một người có mùi hôi nhất, được không? Hoắc Nhi Xích, mùi hôi của ngươi có nhiều không? Trong 30 mỹ nữ tính cho mụ ta là một được không? Tôi thì không được, không được. Mùi hôi trên người thuộc xích bài thuốc rất là nhiều nhất. Không tin các người cứ thử ngửi xem. Được. Cổ Nhi Bị Tất Phi là thuộc về thuộc xích bài thuốc thuốc. Thái Dương Hãn của Nải Mang Bộ phái người đi liên lạc với Uông Cổ Bộ, muốn đến tấn công chúng ta. Nhưng Uông Cổ Bộ cho rằng ta là đại quan viên của Đại Kim Quốc. Cái gì? Khả Hãn là quan viên của Đại Kim Quốc? Các người quên mất rồi sao? 8 năm trước đây, thừa tướng Kim Quốc là Hoàng Giang Tương đã phong ta là Trác Một Thích Thốt Lý, thủ lĩnh thống soái các bộ lạc. Đúng, quả là tốt việc như vậy. Thủ lĩnh của Uông Cổ Bộ cho rằng ta với ông ta là đồng triều mệnh quan, cho nên đã bắt giữ sứ giả của Nải Mang Bộ và phái con của ông ta đến thông báo cho chúng ta về tình hình. Trước đây khi người Nải Mang tấn công truy kích Dương Hãn, chúng ta đã từng đỏ sức. Cái cổ của chúng nó cũng không hề cứng hơn cổ của người khác biệt bộ, người Miệt Như Khất và người Tháp Tháp Nhi. Không nên coi thường bọn chúng. Thái Dương Hãn đã nói sẽ cướp vũ khí của chúng ta, hủy bỏ danh hiệu của ta. Phải bắt cái con ngựa đực già này về thiến nó đi. Hiện nay đang là kỳ giáp hạt, thảo nguyên đang khô héo, thiếu cỏ thiếu nước, chiến mã gầy yếu, muốn đánh cũng phải đợi đến mùa lúa chín. Nếu như bây giờ Thái Dương Hãn đánh đến, chẳng lẽ chúng ta sẽ vì lý do ngựa gầy mà không nghênh chiến hay sao? Không thể đợi đến khi Thái Dương Hãn đến bắt chúng ta, chúng ta phải đi bắt nó trước. Đánh trận không dễ dàng như ngồi nói chuyện. Nải Mang Bộ là một nước hùng mạnh, đất rộng người đông, chúng ta mạo hiểm đi đánh e rằng không bắt được Thái Dương Hãn, mà ngược lại có khi là nộp mạng cho chúng. Một dũng sĩ người Mông Cổ nếu như bị tước mất cung tên, đó sẽ là điều nhục nhã nhất không thể chịu đựng được. Nếu đúng là như vậy thì thà chết chứ còn hơn. Thái Dương Hãn đã nói ra như vậy là điều không thể tha thứ được. Chúng ta phải đi cướp lấy vũ khí của chúng, hủy bỏ danh hiệu của chúng, bắt lấy cái con mụ quốc mẫu của Nải Mang. Trước thì gả cho cha, sau lại gả cho con, như lại chưa bao giờ giúp được cho chồng làm được việc gì tốt. Bắt nó phải dắt sữa ngựa cho chúng ta. Nếu không được như vậy, chúng ta không phải là anh hùng trên thảo nguyên. Đúng, phải bắt lấy nó. Chúng ta đã từng đụng độ với người Nải Mang, cho dù là lúc đầu khi tấn công hay là khi chiến đấu để cứu Dương Hãn từ tay chúng ta. Sự thật đã chứng minh rằng người của chúng đông hơn chúng ta nhiều, nhưng đều là một bọn vô dụng bất tài. Việc là cổ đại nói rất đúng. Lần trước khi chúng ta giao chiến với chúng, khi những người Nải Mang ý gặp phải đối phương mạnh hơn mình là chúng ào ạt bỏ chạy lên núi như một lũ thỏ rừng. Lần này người của chúng có thể chạy, nhưng không thể mang theo được Khả Hãn Bình. Thái Dương Hãn nói ra câu như vậy, chúng ta không thể chịu đựng được, phải tấn công chúng ngay. Thuộc xích tài thuốc thuốc sẽ mau chóng tìm được một mụ vợ không có mùi hôi.
Hay lắm. Có những tướng sĩ dũng cảm không sợ kẻ thù như vậy, chúng ta còn lo gì không đánh thắng. Hãy lập tức nâng việc săn bắn, chuẩn bị quyết chiến với người Đại Mang. Mùa thu năm 1204, Thiết Mộc Chân 42 tuổi, bộ tộc Mông Cổ phát động cuộc chiến tranh lần thứ hai với bộ tộc Nải Mang. Hỡi các dũng sĩ Mông Cổ, ta sẽ dẫn các người đi tước đoạt vũ khí của người Nải Mang. Thiết Mộc Chân hãn, Thiết Mộc Chân hãn. Ta phải nói trước với các người, trận này không phải là dễ đánh. Từ Thảo Nguyên Hô Lương Bố Nhĩ đến A Dĩ Thái Sơn, hành quân có 5-6 ngàn dặm. Chúng ta phải dựa vào việc săn bắn du mục trên đường, giải quyết vấn đề cấp dưỡng cho toàn dân sẽ phải đi mất khoảng 100 ngày. Nhưng chúng ta sẽ không đi sai đường. Vị này là sứ giả của bộ tộc Uông Cổ, là con trai của thủ lĩnh Uông Cổ Bộ, con rể mới của ta, Bất Nhan Tích Bang, sẽ là người dẫn đường. Chiến tranh trước đây mỗi lần đều bắt đầu từ việc phòng thủ, do đó trận thế đối với xưa kia có tác dụng rất tốt. Bây giờ chúng ta chủ động tấn công, sẽ không cần dùng chiến xa dây thành một dòng dây nữa. Để phù hợp với yêu cầu hành quân đường dài của hàng vạn người ngựa, ta phải biên chế lại đội ngũ của toàn bộ tướng sĩ trong toàn quân, phá bỏ giới hạn của gia tộc và bộ lạc. Cứ 10 hộ thì chọn ra một thập hộ trưởng, 100 hộ lại chọn ra một bách hộ trưởng, 1000 hộ chọn ra một thiên hộ trưởng. Bất luận là du mục săn bắn hay tác chiến đều do người ấy chỉ huy. Ngoài ra, trong số hậu sinh các cấp của chúng ta, chọn ra một vạn người dũng cảm khỏe mạnh làm hộ vệ trung quân. Sau khi chỉnh đốn xong, chúng ta sẽ tế cờ xuất chinh. Bộ tộc khắc liệt diệt vong, Thiết Mộc Chân thống nhất Thảo Nguyên. Việc cuối cùng phải làm là tiêu diệt bộ tộc Nải Mang, một nước lớn ở phía Tây đã thừa nhận tất cả các kẻ thù của Thiết Mộc Chân. Đáng lẽ ra ta muốn đưa các người đến Đại Thảo Nguyên Hô Lương Bố Nhĩ, cướp hết vũ khí của người Mông Cổ. Nhưng cảm ơn Thượng Đế, Thiết Mộc Chân đã không đợi được, tự nó dẫn sát đến. Nghe nói nó chỉ mang theo 2 người đàn bà, quá ít, không đủ cho binh sĩ chúng ta chia nhau. Không có cách nào khác, ngoài ra phiền các ngươi tự đi kiếm lấy. Trước tiên phải bảo vệ tốt đàn bà của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn, nghĩ xem bước tiếp theo sẽ theo ai. Nói như vậy là có ý gì? Đầu của cái lão già này cũng sẽ sắp rơi xuống như của Dương Hãn. Chỉ có điều không biết là điều người nào đó sẽ bọc bạc cho cái đầu của nó hay không. Trác Mộc Hợp, ngươi là một con chim không may mắn, chỉ hót cái giọng bi ai. Lực lượng của Thái Dương Hãn hùng mạnh, lính khỏe ngựa tốt. Quân mạnh đánh quân đã mệt mỏi, ta thấy ngày tận số của Thiết Mộc Chân đã đến rồi. Ta thấy rằng chúng ta sớm nghĩ cách đi thì hơn. Thưa Khả Hãn, bộ lạc của Tài Hạ ít người, lại từ xa đến rất bất lợi. Buổi tối khi đi ngủ, định cho binh sĩ mỗi người đốt 5 đống lửa. Đốt nhiều đống lửa như vậy để làm gì? Để nghi binh, cách ấy rất tốt. Tất cả một vùng đều là lửa, để cho Thái Dương Hãn không biết chúng ta có bao nhiêu binh mã. Hay lắm, Thái Dương Hãn chưa từng đánh trận, cứ tưởng chúng ta có nhiều binh mã, đâm ra lo sợ là thượng sách. Ôi Chúa ơi, lửa trại của người Mông Cổ nhiều như sao xa, nhất định là cả một biển người, mà sao vẫn còn tiếp tục tăng thêm nữa. Các người xem kìa, xem kìa, bọn chúng đông người nhưng chưa chắc sĩ khí đã cao. Trác Mộc Hợp,
Ngươi đã từng là anh em với Thiết Mộc Chân, ngươi thử nói xem bọn chúng chiến đấu thế nào, biết nói thế nào nhỉ? Bọn chúng không giống như người. Dùng thương chọc vào mắt chúng, chúng không hề chớp mắt. Dùng kiếm đâm vào mặt chúng, chúng không hề quay đầu. Nghe thấy nói đánh nhau là chỉ biết xông lên phía trước, giống như là mũi tên đã rời khỏi cung. Đao kiếm trong tay chúng sử dụng như thần. Đối với chúng không thể gọi là cưỡi ngựa, mà giống như ngựa mọc ra từ mông của chúng nó. Ngựa với người dính là một. Chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh là người người hát chúng ta xông lên, coi việc giết quân thù nhẹ nhàng như đi dự tiệc. Mau, đi mau lên. Phụ Hãn mệnh lệnh toàn quân rút lui. Vì sao? Thái Dương Hãn nói rằng người của người Mông Cổ tuy gầy nhưng lửa chạy nhiều như sao xa, nhất định là rất nhiều người. Lại còn nghe nói người tác ta rất rắn chắc, chập vào mắt chúng, chúng không hề chợp mắt, đâm vào mặt chúng, chúng cũng không hề quay đầu. Vậy thì làm thế nào? Thái Dương Hãn nói, chi bằng chúng ta vượt qua núi Kim Sơn trước, chỉnh đốn binh mã, vừa đánh vừa đi, dù cho quân địch tiến sâu vào, chờ cơ hội phản công bất ngờ, nhất định sẽ chiến thắng. Nói xong chưa? Trong lúc ta đang cầm đầu các tướng lĩnh bàn bạc về việc phân chia tù binh người Mông Cổ như thế nào, thì Thái Dương Hãn, vị anh hùng đầy khí phách cha của chúng ta, đã sợ rung lên rồi. Xin các vị đừng lấy làm lạ. Người cha này của ta từ nhỏ đã lớn lên trong thâm cung, chưa từng bao giờ ra đến đồng cỏ để chăn nuôi, cũng chưa bao giờ rời khỏi chỗ đái của người đàn bà chữa. Thả Pháp Thống A, ông trông coi ấn tính thay thế Phụ Hãn này được rồi. Nói cho ông ấy rằng vừa mới phát hiện thế địch đã rút lui, đúng chi là chủ ý của đàn bà. Cái gì? Nó nói ta chỉ theo chủ ý của đàn bà. Nó còn nói cái gì nữa? Thái tử nói rằng người chưa bao giờ đến đồng cỏ đi chăn nuôi, và cũng chưa bao giờ rời khỏi chỗ đái của người đàn bà chữa. Ai cho người nói những điều ấy? Một người dũng cảm như khuất xuất lục, cầu Chúa che chở cho nó không mất đi dũng khí khi hai bên giao chiến. Các người xem, thái tử không nghe lời của ta, nhất định sẽ thiệt thòi nhiều. Hãy đợi đấy, tất cả các người hãy trở về trong năm kỹ phòng tuyến của mình. Ngày mai Thiết Mộc Chân sẽ xông vào. Rõ. Thái Dương Hãn, khi cha của người đánh trận, chưa bao giờ ông ấy để cho kẻ địch nhìn thấy dáng của con ngựa gầy. Người đang độ tuổi lực lượng lại mạnh, chưa giao chiến đã sợ dở mất cả mực. Nếu sớm biết như thế này, chi bằng giao cho Cổ Nhi bị cốc thống lĩnh ba quân. Tác Bút Lạc Hắc, ngươi không nên cho rằng người là lão thần của Tiên Dương là có thể hỗn xược như vậy được. Ngươi dám nói như vậy, ta cũng không sợ liều chết một trận. Giữ chặt lấy đại trướng, bảo vệ kỹ Thái Dương Hãn. Mùa thu năm 1204, đại chiến Nạp Hút Nhai. Các bầy binh của Thiết Mộc Chân càng ngày càng anh minh. Thế nào?
Người cứ nhìn ba quân của ông ta, cứ giống như là dời non nhấp biển, từ bốn phương tám hướng dồn đến, lại giống như một chiếc diều lớn đang bổ tủi, trường khu trực nhập trực bế trung quân. Một đoàn ra ào ạt trên đường kia là cái gì? Đó là bốn con chó săn mà Thiết Mộc Chân đã nuôi bằng thịt người. Cái gì? Khi người Mông Cổ đi săn thì chó săn là trợ thủ đắc lực nhất. Giả Biệt, Tốc Bất Đài, Hút Đất Lai, Giả Lạc Biệt, bọn họ đều là hổ tướng. Người nào tráng cũng rắn như đồng, răng sắc như rìu, lưỡi mạnh như trùy, tim cứng như thép. Bọn chúng ăn sương nằm gió, những ngày chinh chiến lấy thịt người làm thức ăn. Chúng ta hãy rời khỏi những kẻ hạ đẳng không tin Thiên Chúa này càng xa càng tốt. Là cái gì? Chúng nó định làm gì? Đấy là thuật xích đài. Nó cầm đầu toàn là những tay hảo hán, đao búa cướp bóc tâm tử. Cầu Chúa tha thứ cho những kẻ tội lỗi ấy. Chúng ta hãy chuyển sang chỗ khác đi. Hãy đợi một chút. Người hãy nhìn thêm kia nữa. Đấy là cái gì? Thiết Mộc Chân tự dẫn đầu đi tiên phong. Đâu? Người cầm binh ba trường thương đấy. Sao hắn lại xông lên trước tất cả? Khắp người hắn ta đều đúc bằng đồng. Muốn dùng dùi thép mà đâm hắn ta cũng không tìm được một kẻ hở nào. Ôi Chúa ơi, thật đáng sợ. Người nhìn bên kia nữa kìa. Đấy là Ha Bát Nhi, em thứ hai của Thiết Mộc Chân. Như vậy có nghĩa là người Mông Cổ đã bắt đầu tổng tấn công. Mau, mau lệnh cho thái tử Khúc Xuất Lục phải chặn đứng Ha Bát Nhi lại. Chặn đứng Ha Bát Nhi. Chắc người chưa biết, một bữa của hắn ta có thể ăn hết một con bê 3 tuổi. Một mũi tên hắn ta bắn ra có thể xuyên thủng 10-20 người. Nhất định hắn là hậu vệ của Tác Đăng. Chúng ta phải rút trước thôi. Mau chạy đi, lão già khốn nạn gan thỏ. Ta cũng phải đến đánh nó Tây Hạ. Đi. Come on!
Thái Dương Hãn chạy mất, tất cả xông lên. Bão sa mạc thổi bạc thảo nguyên, xua tan đi bao pho truyền thuyết. Dấu xưa còn lại chiến tích đau thương, nhà nhà truyền tụng, người người ngợi ca. Cả cuộc đời tung hoành trên lưng ngựa, quan sự huy hoàng chính trị người tạo dựng. Truyền như muôn đời khắp thảo nguyên mênh mông, rêu một ca khắc cốt chi công, quan mạc mênh mông người anh hùng vĩ đại. Là người có tài năng xuất chúng hơn người, đã tạo nên kỳ tích vĩ đại. Vì nhân trước hết cũng là người. Người có nhân tính, mà nhân tính bao giờ cũng có nhược điểm, cũng ghen tị, đa nghi, tự phụ và tàn nhẫn. Nhưng nhất định vĩ nhân phải là người có chí, có chí mới là người thành công. Chương trình
Bất Nhan Tích Bang, người đến đây nhận dạng xem những người này là ai. Đây là lão tướng quân của Nải Mang Bộ, Tác Bốc Lạc Hách. Những người này hình như là thị vệ của hãng cung. À, Thái Dương hãng. Hắn chết rồi. Lạ thật, tên không bắn trúng. Ta cho giả điệp bắn một mũi tên vào mông của hắn. Tên có bắn vào mông cũng không thể chết được. Người xem, thi thể đã cứng rồi. Chắc là chết vì khiếp sợ quá. Đứng lại. Tháp tháp thống A. Hắn là người nào? Đó là vị trí giả nổi tiếng của Nải Mang Bộ, biết viết mấy loại chữ. Thưa Khả Hãn, thi thể của Thái tử Quốc Xuất Lục, các mộc hợp, các hậu cẩn bức, Quốc Sắc Nhi, A Lạc Đàn, Tan Côn và Phát Khắc Tắc A đều không tìm thấy. Tử Giả Điệp, Nạp Nha A và Thuộc Xích Bài chia ra đuổi theo. Rõ. Đợi đã. Khả Hãn còn có chỉ ý gì? Nói với bọn giả biệt, nếu gặp Trác Mục Hợp thì tha cho hắn một con đường sống. Khả Hãn, nó đã không còn đường thoát nữa, để cho Chúa Trời trừng phạt nó. Phụ Hãn, Khả Hãn, Tháp Tháp Thông A, người đến đây ngồi. Không, đấy là ngai vàng của Thái Dương hãng. Ta cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi. Dạ. Nghe đi, bắt đầu từ nay các ngươi sẽ không cầm quân đi đánh nhau nữa. Thưa Khả Hãn, vẫn còn chưa bắt được Quốc Xuất Lực, Quốc Sát Nhi và còn cả cha con của Thoát Khắc Thoát A nữa. Đúng vậy Phụ Hãn, lần này không thể để cho chúng nó chạy thoát. Ta nói rồi, không cần các ngươi lo. Việc quan trọng nhất của các ngươi bây giờ là theo tiên sinh có học vấn này mà học chữ Úy Một Nhi. Còn không mau lại tiên sinh đi. Thầy Tháp 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 A, Phụ Hãn à, học cái này có tác dụng gì? Quỳ xuống. Thầy Tháp Tháp Thống A, thưa Khả Hãn, có việc gì? Bắt được Cổ Nhi bị tóc của Thái Dương Hãn rồi. Bà ta cứ một mực cầu xin Thiếu Mộc Chân nhận bà ta làm phi. Là cái người mẹ kế mà Thái Dương Hãn đã lấy, có đúng không? Cũng gần như một bà già rồi còn gì. Cho mụ ta đến gặp ta, giải Cổ Nhi bị tóc vào. Thần thiếp Cổ Nhi bị tóc bái kiến Khả Hãn. Cũng còn lâu mới là một bà già. Có phải ngươi chính là quốc hậu của Nhi Biệt Tốc cao quý không? Không dám, thần thiếp là của Nhi Biệt Tốc. Chẳng phải là ngươi đã nói rằng người Mông Cổ đầy một mùi hôi khó ngửi? Vậy vì sao bây giờ lại muốn gửi thân cho một người Mông Cổ toàn mùi hôi dầu mỡ? Thái Dương Hãn bất tài, mong linh hồn của ông ta được yên nghỉ. Tôi đứng ra phải chăm sóc Khả Hãn. Ngươi nói rất kiên quyết. Thật ra ta không sợ có thêm một người phi, chỉ e rằng làm khổ cho cái mũi cao quý của người. Gửi quen cái mùi hôi trên người Khả Hãn, mũi của bà ta chắc cũng sẽ thay đổi. Hãy đem nước bà ta lại đã. Đi.
Thưa Khả Hãn, hãy vì Chúa Trời, không nên để cho thần thiếp phải đợi quá lâu. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ cho người câu trả lời thỏa mãn. Đã tìm thấy Đáp Diệt Ni Ngột Tôn chưa? Đã cùng với cha con thoát khắc thoát A trốn sang Tây Hạ rồi. Còn con gái của hắn ta đâu? Khả Hãn hỏi con gái của ai ạ? Tất nhiên là của Đáp Diệt Ni Ngột Tôn. Đương nhiên là cùng chạy với cha hắn rồi. Không được cho chúng nó chạy. Nạp Nha A đã đuổi theo rồi. Đi thôi. Đúng là già rồi. Mới chạy có 3 ngày mà lưng đã mỏi, chân đã đau. Người không thấy trên đường đi chết bao nhiêu người sao? Chúng ta có thể sống mà đến được Tây Liêu coi như là vạn phúc rồi. Người của chúng ta ít quá, liệu Tây Liêu Dương có thu nhận chúng ta không? Tây Liêu Dương không thu nhận thì còn Tây Hạ, Úy Ngột Nhi, Đáp Diệt Ni Ngột Tôn có người con gái xinh đẹp như thế này sẽ là quà ý kiến rất tốt. Còn xấu hổ gì nữa? Hãy tắt hết lửa đi. Để gặp quân Mông Cổ truy kích thì chúng ta sẽ mất hết. Thôi đi, quân Mông Cổ truy kích sẽ không lên núi vào ban đêm đâu. Con sợ lắm. Đừng sợ, người Mông Cổ sẽ không lên núi đâu. Là con sợ thoát khắc thoát A, sợ Hốt Đô, sợ Tây Hạ Dương, sợ Hoàng đế Tây Liêu, và còn người Úy Ngột Nhi nữa. Vì sao chúng ta lại phải chạy? Quy thuận thiết một chân chẳng tốt sao? 20 năm trước, khi cha con thoát khắc thoát A cướp vợ của Dạ Tốc Cai và phu nhân của thiết một chân, ta cũng có tham gia. Nhưng đấy không phải là lỗi của cha. Liệu Thiết Mộc Chân có nghĩ như vậy không? Đúng vậy. Cướp người thương yêu của người khác cũng giống như cắt thịt trong tim người ta. Cũng chính vì một nhi thiếp ở bộ tộc của người Miệng Di Khất 9 tháng trời, nên vấn đề huyết thống của thuộc sức con của bà ta trở thành cái cớ để Tang Côn từ chối trao đổi hôn nhân với Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân đã rất đau lòng về việc này. Như vậy là càng rắc rối. Hốt Lan đã ngủ chưa? Dạ chưa. Vốn cho Thiết Mộc Chân bỏ đi thời xưa thì cha con ta phải có chút hy sinh. Chỉ cần cha bình an vô sự, dù con có phải đi chết con cũng đi. Cái đó không cần thiết. Chỉ có điều hơi oan ức cho con, Thiết Mộc Chân đã hơn 40 tuổi rồi. Cha nói cái gì vậy? Con có chịu lấy Thiết Mộc Chân không? Đó là một việc tốt mà.
Xin nhờ tướng quân giúp cho việc này. Tôi xin sẵn lòng. Tuy nhiên hiện nay trên đường binh đao hỗn loạn, các người đơn độc ra đi, chưa biết chừng là bị loạn quân giết chết. Tốt nhất là các người hãy đợi ta, ta đi truy kích thoát ác thoát a. Sau khi trở về chúng ta cùng đi diện kiến khả hãn. Được, như vậy là tốt nhất. Hốt Lan, con còn không mau cảm ơn tướng quân Lạc Nha A đi. Cảm ơn tướng quân Lạc Nha A. Như thế này thì không được. Nếu như Hốt Lan trở thành hãn phi, ta là hạ thần, cái lễ này ta không dám nhận. Ngon quá, phải ăn một bữa no nhé. Cái đồ hạ lưu các ngươi, các ngươi là quý tộc của nhà nào? Một bọn nô lệ thối tha, dám giấu giết ta đem nhiều thịt dê như thế này mà nướng ăn. Ta vẫn còn chưa chết đâu. Đồ khốn kiếp. Ta nói cho các ngươi biết, lát nữa thịt dê nướng chín rồi, các ngươi không được ăn trước, phải đưa đến cho ta trước. Ăn một miếng thịt dê mà hắn còn chặn họng ta, bản thân hắn đã trở thành một con chó giữ nhà rồi. Này, chúng ta từ Trái Đáp Lan chạy đến Khắc Liệt Bộ, rồi lại từ Khắc Liệt Bộ chạy đến Nải Nang Bộ, bây giờ không còn biết phải chạy đi đâu. Chúng ta giống như một bầy cừu trong bão tuyết, chạy sang đông rồi lại dạt sang tây, biết đến ngày nào mới được dừng chân. Ta có một ý kiến. Ngươi nói đi. Thôi bỏ đi, không nói nữa. Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ấp a ấp úng? Các người nói ai là người hận Trác Mộc Hợp nhất? Đương nhiên là Thiết Mộc Chân. Đúng. Chỉ bằng chúng ta bắt lấy hắn, đột cho Thiết Mộc Chân. Như vậy chúng ta sẽ không phải chịu cảnh khổ cực dập dờ, ly tán. Cũng có thể sẽ được làm một chức Bách Bộ trưởng, Thiên Hộ trưởng. Được, cứ như vậy mà làm. Đi. Ngươi muốn làm gì? Để xem ta sẽ giết các ngươi. Để còn xem Thiết Mộc Chân có giết ngươi trước không. Buông ta ra, xem ta có giết các ngươi không. Bọn các ngươi không muốn sống nữa hay sao? Người Mông Cổ hãy đến mau, chúng tôi đã bắt Trác Mộc Hợp rồi. Khả hãn, khả hãn, khả hãn, khả hãn, mau đứng dậy đi, tất cả đều đứng dậy đi. Nào, mau ngồi xuống. Khả hãn vào dương cung của Thái Dương hãn đã 6 ngày rồi, sao các người đến muộn như vậy? Ba ngày trước đây, cha con ta gia nhập vào dưới trướng của tướng quân Nạp Nha A. Trong doanh trại của tướng quân Nạp Nha A mất 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Nạp Nha A, người đã giữ chúng trong doanh trại 3 ngày 3 đêm. Đúng vậy thưa khả hãn. To gan, vì sao ngươi không đem cấm nó ngay? Thưa khả hãn, tôi... Người đâu? Giải Nạp Nha A đi. Lệnh cho việc lập cổ đài thẩm vấn nghiêm ngặt. Nếu có tơ hào sai trái thì ta sẽ trị tội ngươi làm gương cho ba quân. Xin đợi đã.
Thưa Khả Hãn, tướng quân Nạp Nha A là một người rất tốt, rất được trung thành với người, người không nên cả giận. Vì sao ngươi lại vội vàng nói thay cho hắn như vậy? Bên ngoài có rất nhiều việc sôi động, các người không đi mà xem. Thân thể trinh trắng trời cho và cha mẹ sinh ra của thần thiếp có thể làm chứng cho tướng quân Đạp Nha A vô tội. Đạp Nha A, ngươi đã làm điều gì không đúng? Cá khô thốc hốt, ngươi không đi học sách học chữ mà lại đến đây làm gì? Bài vở đệ đã học thuộc cả rồi, đệ đến đây xem xử án như thế nào. Có gì hay đâu mà xem. Thôi cũng được, cứ đứng đấy mà xem, không được làm ồn ào. Nạp Nha A, ngươi đã làm việc gì không đúng với Khả Hãn? Nói đi, đừng để cho thể xác phải chịu khổ nhục. Tôi không bắt được cha con thoát hắc thoát A, ngoài việc ấy ra tôi không có gì đáng nói. Ngươi còn dám cứng mồm? Ta chắc là ngươi muốn nếm mùi khổ ải. Ngươi nói đi, ngươi đã làm gì với Hốt Lan? Ngươi có nói hay không? Ta không có gì để nói. Đánh. Xin khoan đã. Tam Quynh, Quynh làm như vậy liệu có hỏi ra được sự thật không? Ngươi làm loạn cái gì vậy? Nạp Nha A, bề trên hỏi ngươi, có một ngươi phải nói một, có hai ngươi phải nói hai, không được giấu giếm, cũng không được nói bậy. Có như vậy mới có thể làm rõ là ngươi có tội hay không, phạm tội lớn như thế nào, phải chịu hình phạt lớn bao nhiêu. Ta không có tội. Nạp Nha A, ta chỉ biết một lòng trung thành với chủ nhân, trong chiến tranh cướp được gái đẹp ngựa tốt, bao giờ ta cũng nộp cho chủ nhân. Nếu như ta có hai lòng thì xin tình nguyện chết dưới lưỡi đao. Việc là của đài, Hán huynh. Nạp Nha A, mau dậy đi. Để thưởng cho lòng trung thành của ngươi, ta phong ngươi làm thống soái của một vạn quân. Nạp Nha A, ngươi đã thành thống lĩnh của một vạn quân rồi, còn không mau tạ ơn đi. Nạp Nha A, ta trách sai ngươi rồi, ngươi đừng hận ta nhé. Nạp Nha A, tạ ơn đi. Tạ ơn Khả Hãn. Nạp Nha A, sao ngươi còn cứ quỳ mãi vậy? Mau đi đi. Đệ khá lắm, thật không uổng công cha mẹ nuôi dưỡng. Hốt Lan, Khả Hãn, ta đã tha cho Nạp Nha A rồi. Người làm người ta oan uổng, chỉ thả người ta ra là xong thôi sao? Ta đã phong cho hắn là thống soái của một vạn quân cận vệ, như vậy là cũng được rồi chứ. Người tin tưởng lời của thần thiếp chứ? Đôi mắt đẹp này của nàng bắt bảo cho ta biết rằng người con gái mà ta ngày đêm mong chờ sẽ không lừa dối ta. Thiếp không tin rằng người đã từng nhớ thương thiếp. Đúng vậy mà, từ cái ngày mùa thu năm ấy, khi ta cùng đi săn bắn với Dương Hãn, trên đường đi ta đã gặp nàng. Khả Hãn à, cũng từ giờ phút ấy thiếp luôn nhớ đến chàng. Thiếp cứ nhớ mãi đôi mắt chàng nhìn thiếp, mỗi khi nhớ đến là mặt thiếp lại đỏ lên, tim thiếp lại đập dồn dập.
Môn sinh của tháp Tháp Thống A đã càng ngày càng đông. Xem ra ta cũng phải tôn tiên sinh làm thầy rồi. Cụ Hãn, Hãn huynh, mọi người ngồi xuống đi. Không ngờ rằng anh em các thấp hốt lại làm việc rất công bằng chắc chắn. Đó là do mẹ đã dạy bảo. Nhưng mà ngươi không chịu khó học hành, cứ chạy lung tung là đáng bị phạt lắm đấy. Ai nói là để không chịu khó học hành? Thưa Khả Hãn tôn kính, địa chức muốn nói một câu công bằng. Trong số các học sinh ở đây, Cát Hốt Thóc Hốt và Oa Khóc Đài là chăm chỉ nhất, thông minh nhất. Cả hai đã học được chữ Úy Một Nhi. Tháp Tháp Thông A, ta đã nghĩ rất lâu, liệu người có thể dùng chữ Úy Một Nhi để sáng tạo ra một loại... Khả Hãn muốn nói là dùng chữ Úy Một Nhi để sáng tạo ra một loại phiên âm tiếng Mông Cổ, phải không? Đúng, đúng là ý như vậy. Mông Cổ đã là một hãng quốc rất lớn, không có chữ riêng của mình thì không được. Những việc như ban bố quân lệnh, pháp lệnh, ban giao với các liên bang, không thể nào chỉ dựa vào cái mồm và nút thắt dây thần được. Thưa Khả Hãn, tại hạ đã hiểu ý của người. Những ngày gần đây, tại hạ cũng đang nghĩ đến việc này. Người Mông Cổ sử dụng cách thức như hiện nay để tiến hành ban bố quân lệnh, pháp lệnh hoặc ngoại giao thì không được. Đúng, Đại Tống Quốc có Tống ngữ, Kim Quốc có Nữ Chân ngữ, Tây Hạ có Tây Hạ ngữ, thậm chí nhiều nước rất nhỏ cũng có chữ riêng của mình. Chúng ta muốn xây dựng một đại quốc Mông Cổ, sao lại không có chữ riêng của mình? Chúng ta phải sáng tạo ra chữ viết riêng cho mình. Tháp Tháp Thống A, người có thể thay ta làm việc này không? Bị chức nghĩ rằng có thể. Được, ta cảm ơn người trước. Người sẽ làm được một việc đại sự, được ghi công ngàn năm cho người Mông Cổ. Phải làm nhanh, sau đó dạy ngay cho mọi người và các tướng lĩnh, rồi bắt tất cả trẻ em Mông Cổ đều phải học. Chúng ta cũng phải có chữ viết thông thạo như của người Nữ Chân và người Hán, còn phải viết sách công kích của chúng ta nữa. Đúng, người hãy khắc cho ta một chiếc triệu vàng và một kim bài đầu hổ để điền lên khiển tướng, lại còn phù bai giao ban của quân cận vệ. Nói tóm lại, người không được rời ta một bước. Tất cả những việc này đều do người cai quản. Không được rời xa một bước thì làm sao còn có thể dạy học cho chúng đệ? Và như vậy người cũng không thể ngủ nghe gì được cả. Ta nói không rời xa một bước là có ý luôn ở gần, thân cận. Làm sao lại có thể là thật sự không rời xa một bước nào được? Người đúng là một thằng ngốc. Không, thưa Khả Hãn, mỗi một câu nói của Khả Hãn đều là chỉ ý giáo lệnh với người Mông Cổ, cho nên mỗi một chữ đều phải rất cẩn trọng. Khả Hãn, thưa Khả Hãn, giả biệt đã trở về. Thưa Khả Hãn, giả biệt. Nhìn dáng điệu, nhất định là ngươi đã mang tin vui gì về rồi. Thần đã điều tra rõ, năm ngoái Tam Côn đã bị một thủ lĩnh người Nãi Mang Bộ giết chết. Đó là một tin vui. Còn cha con Phát Khắc Thất A, Hốt Xúc Lực, Hốt Sát Nhi, A Lạc Đàn, Tốc Đất Đài, Hợp Xích Ôn, Thuộc Xích Đài đã chia nhau đuổi theo bọn chúng. Còn thần thì đem đến tin tức của Trác Mục Hợp. Hắn ở đâu? Thần đã đưa hắn đến đây. Ta đã chẳng nói rồi sao? Tha cho Trác Mục Hợp. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ý chỉ của ta hay sao? Thần đã nghe thấy. Thần không hề bắt, là do năm người Trác Đáp Lan bắt hắn giải đến cho thần. Việc bắt được hắn cũng là do ông trời sắp đặt. Một kẻ ác như vậy nhất định phải xa lìa thân thích. Hắn là một kẻ tội ác tày trời. Giết hắn đi, tránh không cho hắn đi hại người khác. Con người này cũng thật lạ, không biết tim gan của hắn thế nào. Hắn không có tim gan. Hắn có tim gan, nhưng mà tim gan màu đen. Thưa Phụ Hãn, con thấy nên học theo cách của hắn, cứ luộc hắn lên là xong. Hắn là bạn của ta, cũng là ân nhân của ta. Tài trí của hắn có thể thống trị một nước lớn. Giả biệt, đưa ta đi xem. Thật ta không pháp hốt này. Người nói liệu Phụ Hãn sẽ xử Trác Mộc Hợp tội gì? Tội chết. Tuy nhiên, hoàng đế của người Hán và người Nữ Chân đều có quyền miễn giảm tội cho phạm nhân. Có thể là Trác Mộc Hợp không chết. Người nói như vậy chẳng phải là thừa sao? Không chết thì là sống. Người nói như vậy coi như chẳng nói gì. Không, ý của tôi đã rất rõ ràng. Thôi thôi, vào học đi, vào học đi. Sáng课了.
Cung Thái Dương Hãn rất bề thế, lao ngục cũng rất chắc chắn. Nếu như lúc bấy giờ đáp lý hốt đài của một lao ngục như thế này, thì năm ta 16 tuổi sẽ không thể trốn chạy khỏi người Thái xích ngục. Thưa Khả Hãn, các một hộp là do chúng tôi bắt về. Vị tướng quân giả biệt này chẳng như không thưởng cho chúng tôi mà lại nhốt chúng tôi lại. Bọn họ nói có đúng không? Quả mà lại bắt Chim Uyên, bọn nô lệ lại bắt hãn của mình. Dưới gầm trời này làm gì có cái đạo lý như vậy? Cho nên tại hạ đã bắt nhốt bọn chúng lại. Tại hạ cho rằng giả biệt đã làm đúng. Bọn nô lệ dám bắt chủ của mình, bọn chúng không trung thành với chủ thì còn trung thành với ai? Ai dám dung túng cho bọn người xấu xa bán chủ cầu dinh kia? Hãy lôi bọn chúng ra, cho máu bẩn thỉu của chúng chảy hết đi. Oan uổng quá, oan uổng quá. Đại hãn xin hãy tha cho chúng tôi. Các người có biết rằng vì sao ta lại giết các ngươi không? Bởi vì các người đã bắt đưa đến đây một người bạn của ta, một người đã ba lần kết nghĩa bạn bè với ta. Đi, đi theo ta. Đi mau lên. Người huynh đệ, hãy uống đi. Hai chúng ta đã 2-3 năm nay không gặp nhau rồi. Hôm nay ta phá lệ, chúng ta không uống cho say mềm, không coi là huynh đệ. Huynh nói sai rồi. Đã là 3 năm 4 tháng rưỡi. Phải phạt. Được. Hai mươi năm trước đây, ngươi và ta cùng chăn ngựa chăn cừu. Sau đó ngươi đã bỏ ra đi mà không chào hỏi. Có việc ấy không? Có. Vậy có nên phạt ngươi không? Không nên. Vì sao? Người nói châm chọc ta, chê ta nghèo, không muốn chăn ngựa chăn cừu với ta, có đúng không? Ngươi cảm thấy là ta đã dùng lời lẽ để châm chọc ngươi có phải không? Không những ngươi đã dùng lời lẽ châm chọc ta, ta còn biết rằng ngươi có một tâm địa. Ta có tâm địa gì? Ta là hậu duệ của một gia tộc cao quý. Ngươi là một kẻ mang dòng máu ngoại tộc. Ngươi ở cùng với ta, sợ rằng sẽ không làm được khả hãn của người Mông Cổ. Có đúng không? Cái gì ngươi cũng biết. Lại phạt ngươi một chén. Được. Ngươi cùng uống với ta. Được. Uống. Ê, không có rượu nữa rồi. Đi lấy một bình rượu đến đây. Ngươi nhìn xem, đây còn đúng một khả hãn. Còn ngươi, cái dáng vẻ của ngươi có còn giống như là một cổ nhi hãn không? Nếu như chúng ta không bao giờ lớn lên thì tốt biết bao. Khi còn là thiếu niên, ngươi và ta đã 3 lần kết nghĩa bạn bè. Ngươi nhìn xem, đây là cái ta đã thu lại.
và ta vẫn còn. Đây là cái người trả lại cho ta. Ta cũng vẫn luôn luôn giữ. Từ sau khi đánh bại người Miệt Di Khất, đoạt lại bột Miệt Di Khất, chúng ta cùng chăn ngựa, chăn cừu, cùng nhau ăn, cùng nhau chuyện trò, cùng gối một chiếc gối, cùng đắp một chiếc mền. Hai chúng ta giống như hai chiếc càng của một cỗ xe. Như hai bánh xe trên một trục xe. Nhưng chúng ta đã mỗi người một đường. Bây giờ lại có thể tương hợp tương thân. Nhớ lại lời thề khi trước, ta không dám đến gặp huynh. Không, khi ta quyết chiến với người nãy mang, người đã làm cho tâm thần Thái Dương Hãn hoang mang, liền thiết rút chạy. Huynh vẫn là người bạn tốt của ta. Đó là bản tính của những người anh em đã chung sống với nhau. Hãy để cho những điều không vui trước đây tan đi như mây khói. Huynh hay lại đến làm người anh em tốt của ta. Trong Hãn Quốc Mông Cổ, người ở dưới một mình ta, nhưng ở trên vạn vạn người, được không? Khi còn phải là bạn của huynh, thì ta đã không làm bạn của huynh. Bây giờ huynh đã thu nạp được thiên hạ, dân bang cũng đã giao hảo rồi, thiên hạ đại sự đã định rồi. Giờ lúc này mà ta đến làm bạn của huynh, huynh có bằng lòng không? Người hãy giết ta đi, bạn tốt của ta. Người thử nghĩ xem, nếu như người không giết ta, ta sẽ làm cho người đêm ngủ không yên, ngày ăn không ngon. Ta sẽ giống như một con rận bò trên cổ áo của người. Ta sẽ giống như một cây kim giấu trong vạt áo của người. Người là một trượng phu, là một người đã làm nên sự nghiệp lớn, không nên giống như đàn bà. Người anh em, người có muốn biết nếu như ta là người, ta sẽ làm thế nào không? Ta nói cho người biết, nếu như ta bắt được người, ta sẽ không cần nghĩ ngợi gì hết và giết quách người đi. Nếu như người thật sự thấy ta đáng thương, vậy thì hãy cho ta chết thật nhanh. Được. Hốt Lan, sao đến cả rượu kế đầu cũng không muốn cho ta uống nữa? Ta quen nàng còn sớm là thiết một thân quen nàng. Xin người hãy tuyên bố tội trạng của ta đi.